Các học sinh thân mến, trong video hôm nay chúng ta tiếp tục học môn toán lớp 4 sách cánh diều qua sách và bài tập. Bài 14 Yến Tạ Tấn. Trước hết là các em làm bài tập số 1, chọn thẻ ghi cân nặng thích hợp với mỗi con vật sau rồi ghi lại kết quả. Con mèo cân nặng bao nhiêu? Con chó cân nặng bao nhiêu? Con voi cân nặng bao nhiêu và con hươu cao cổ cân nặng bao nhiêu? Rồi trước hết là các em cần nắm được các đơn vị đo khối lượng được viết theo thứ tự giảm dần: tấn, tạ, yến, kg. Các em phải nhớ thứ tự của các đơn vị này nha. Nếu nhớ không đúng thì chắc chắn là chúng ta sẽ đổi sai. Rồi. Trước hết là các em nên đổi các đơn vị này ra kg. Sau đó là chúng ta so sánh và tìm ra cân nặng của từng con. 2 kg các em để nguyên. Một yến bằng 10 kg. Ở đây mỗi ô ứng với một chữ số 0. Một yến bằng 10 kg. 9 tạ. Các em viết số 9 vào cột tạ. 9 tạ thì bằng 90 yến. Bằng 900 kg. 5 tấn. 5 tấn thì bằng 50 tạ. 500 yến. 5.000 kg. 5 tấn bằng 5.000 kg. Rồi bây giờ các em sắp xếp các số đo này theo thứ tự từ bé đến lớn. 2 kg là bé nhất, tăng dần lên là 10, tức là một yến. 10 đến 900, tức là 9 tạ. 900 đến 5.000, tức là 5 tấn. Rồi dựa vào kiến thức thực tế của các em thì theo em trong 4 con vật này con nào nhẹ nhất? À, chắc chắn là con mèo rồi. Mèo tăng dần lên là con chó, tăng dần lên là hươu cao cổ, nặng nhất ở đây là con voi. Như vậy mèo cân nặng 2 kg, chó cân nặng 1 yến, hươu cân nặng 9 tạ, voi cân nặng 5 tấn. Tiếp theo là các em sang bài tập số 2, câu E, viết số thích hợp vào chỗ chấm. Một yến. À, một yến bằng 10 kg. Hai tạ. Hai tạ bằng 20 yến và bằng 200 kg. 8 yến bằng 80 kg. 5 tấn. 5 tấn bằng 50 tạ. 500 yến. 5.000 kg. 1 tấn. 1 tấn bằng 10 tạ. 1 tấn bằng 10 tạ bằng 100 yến. 20 yến bằng bao nhiêu tạ? Ta biết là 1 tạ bằng 10 yến. Các em có thể nói là 10 yến bằng 1 tạ. 1 tạ bằng 10 yến, tức là 10 yến bằng 1 tạ. Như vậy, đổi từ yến ra tạ thì ta bớt đi một chữ số 0. Đổi từ yến ra tạ, ta bớt đi một chữ số 0. 20 yến thì bằng 2 tạ.
30 tạ bằng bao nhiêu tấn? 1 tấn bằng 10 tạ. Tức là 10 tạ bằng 1 tấn. Đổi từ tạ ra tấn, ta bớt đi một chữ số 0. Đổi từ tạ ra tấn, ta bớt đi một chữ số 0. 30 tạ, ta bớt đi một chữ số 0 thì bằng 3 tấn. 40 kg bằng bao nhiêu yến? Một yến bằng 10 kg. Ta nói 10 kg bằng một yến. Như vậy đổi từ kg ra yến, ta bớt đi một chữ số 0. Ta bớt đi một chữ số 0. 40 kg bớt đi một chữ số 0 bằng 4. 4 yến. Rồi tiếp theo. Một tạ bằng 10 yến bằng 100 kg. Ta có thể nói 100 kg bằng một tạ. Như vậy, đổi từ kg ra tạ, ta bớt đi hai chữ số 0. Bớt đi hai chữ số 0. 600 kg đổi ra tạ, ta bớt đi hai chữ số 0, còn lại là 6. 600 kg bằng 6 tạ. Rồi đổi từ kg ra tấn. 1 tấn bằng 10 tạ bằng 100 yến bằng 1.000 kg. Ta nói 1.000 kg bằng 1 tấn. Như vậy đổi từ kg ra tấn, ta bớt đi 3 chữ số 0. Bớt đi 3 chữ số 0. 7.000 kg đổi ra tấn, ta bớt đi 3 chữ số 0. Còn lại là 7, 7 tấn. Đổi từ tạ ra tấn. 1 tấn bằng 10 tạ, tức là 10 tạ bằng 1 tấn. Đổi từ tạ ra tấn, ta bớt đi một chữ số 0. Ở đây các em bớt đi một chữ số 0 bằng 10, 10 tấn. Tiếp theo là các em sang câu B, tính 1.358 tấn cộng với 416 tấn. Cùng đơn vị là tấn thì các em chỉ việc lấy số cộng với số thôi. Đơn vị giữ nguyên. 1.358 cộng với 416 bằng 1.774. Đơn vị là tấn giữ nguyên. Ở đây cũng vậy. Các em lấy 7.850 trừ đi 1.940 bằng 5.910. Đơn vị là yến giữ nguyên. 416 nhân 4 bằng 1.664. Đơn vị là tạ giữ nguyên. 8.472 chia cho 6. Các em bấm tạm dừng video và các em tính xem là kết quả bằng bao nhiêu. À, bằng 1.412. Đơn vị là tấn. Rồi, như vậy là bài này thầy giáo chia làm hai tiết. Các em có thể theo dõi tiết 2 bằng cách là các em vào phần danh sách phát và bài tập toán 4 cánh diều. Hoặc là các em gõ với từ khóa và bài tập toán 4 cánh diều thành đố Vlog. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc em học tốt.